Yêu, hận, tình, thù chỉ tồn tại khi chúng ta còn sống, khi nhắm mắt chỉ còn lại đống tro tàn. Bạn đã bao giờ tưởng tượng nếu một ngày bạn chết đi, mọi thứ sẽ như thế nào? Yêu, hận, tình, thù chỉ tồn tại khi ta còn sống. Giả sử có một ngày khi tôi chết đi, người ghét tôi họ sẽ nhảy múa, người yêu tôi họ sẽ khóc như mưa. Ngày thứ hai qua đi, thân xác tôi được chôn dưới lòng đất. Người ghét tôi nhìn thấy mộ tôi, họ chỉ mỉm cười và bước đi. Người yêu tôi không dám quay đầu nhìn lại dù chỉ một lần. Một năm sau, thân xác thịt của tôi trở nên mục nát. Ngôi mộ của tôi cỏ mọc tùm trong sương gió. Người ghét tôi sau khi ăn no uống say, đôi khi vẫn rất khó chịu khi nhắc đến tôi. Người yêu tôi trong đêm khuya vắng vẻ vẫn khóc gọi thầm tên tôi. 10 năm sau, thân xác tôi không còn nữa, chỉ còn lại bộ xương cốt. Người ghét tôi không còn nhớ mặt tôi nữa, mà chỉ nhớ cái tên tôi một cách mơ hồ. Người yêu tôi đôi khi lại trầm lắng trong giây phút nhớ đến tôi. Cuộc sống khiến cho mọi thứ dần dần trở nên phai nhạt. Mấy chục năm sau, ngôi mộ của tôi trải qua ba mùa mưa gió, chỉ còn lại bãi đất hoang vu. Người ghét tôi không còn nhớ tôi nữa, người yêu tôi cũng đã nằm xuống đất. Đối với thế giới này, tôi đã trở thành hư vô. Những phấn đấu một đời của tôi với bao của cải vật chất không thể mang đi thậm chí một cọng cỏ. Những ham muốn theo đuổi một đời của tôi không thể mang đi một chút hư danh. Kiếp này, cho dù giàu sang hay nghèo khó, rốt cuộc cũng đi đến bước cuối cùng. Đôi khi nhìn lại mới thấy thật uổng phí một đời người. Tôi muốn khóc nhưng không thể khóc thành tiếng. Tôi hối hận nhưng tất cả đã muộn màng. Hãy sống một cách thiết thực. Đừng vì ánh mắt của người đời hay tiêu chuẩn đánh giá của bất kỳ ai. Yêu, hận, tình, thù chỉ tồn tại khi chúng ta còn sống. Trăm năm qua đi, chỉ trong một nháy mắt, cuối cùng chỉ còn lại nắm tro tàn. Sống là cõi tạm, vậy sao phải tranh giành đấu đá? Con người cho rằng thế gian này là cõi tạm. Có lẽ con người không thể trú mãi mà đến một lúc nào đó phải nhắm mắt rời bỏ nó đi một nơi nào đó. Bởi thế gian này là cõi tạm, nên khi mới sinh ra con người mới chẳng có tài sản gì, rồi đến khi nhắm mắt xuôi tay cũng chẳng mang theo được gì. Chính vì thế mà trong Tăng Ưng Bộ khẳng định: tất cả lúa, đậu, tài sản, vàng bạc châu báu, tiền của, mọi vật sở hữu trên đời để lại hết khi chủ của các thứ ấy chết đi. Người đó không mang theo bất cứ điều gì lúc còn sống, người ấy ôm khư khư từng giờ, từng phút. Quả thực, danh vọng có đó rồi mất đó, giàu sang phú quý mấy ai giữ được trăm năm. Tình đời đổi thay, buồn vui đắp đổi, dù kiếp này hay kiếp sau nữa thì những vinh quang ở thế gian này vẫn sẽ là hư ảo mây bay. Thế gian này là cõi tạm, nên của cải chỉ là phù du. Lúc chào đời chỉ là hai bàn tay trắng, khi ra lìa đời trắng hai tay. Vì vậy, đừng cố mà tranh giành tài sản, để rồi tình thân ruột thịt bỗng trông như kẻ thù. Bởi đời là cõi tạm, nên quyền lực có lớn hơn nữa cũng chỉ là hư danh, chết đi là hết. Dù tổng thống hay người lính, dù người giàu sang hay kẻ nghèo hèn, thì khi chết đi cũng đều giống như nhau, không thể nào ôm đi bất cứ của cải vật chất nào. Đến khi nằm xuống cũng chỉ ba tấc đất, không hơn, không kém, tất cả để lại cho đời, ngoài tội phước là theo mình mà thôi. Yêu, hận, tình, thù chỉ tồn tại khi chúng ta còn sống, khi nhắm mắt chỉ còn lại đống tro tàn. Thế sự thăng trầm bao tục lụy, phong trần rũ bóng nhẹ tinh không. Trầm Hương Thiên Đức chúc anh chị thành công và tịnh tâm trong cuộc sống. Số
đất đất tòa.